Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình làm video xem bò, mua bán bò, báo giá công khai nha anh em. Thì mình làm video ở Thạnh Quế, Long Hồ, Vĩnh Long, Thạnh Quế ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì mình quay lại chuồng bò của anh Thái nha. Anh Thái có cặp mẹ con gút cần bán nha anh em. Đó. Thì tôi quay cận cảnh và chi tiết rồi báo giá cho các anh em cùng xem nha. Đó, thì cặp mẹ con Thái kêu ba cần bán nha anh em. Rồi mời các anh em cùng theo dõi hết cái video xem bò thế nào, giá cả ra sao nha. Đó thì con này con mẹ gút đó, tại cũng lớn nha anh em. Mẹ cao 1m35. Đó, lứa thứ hai nha anh em. Đó. Quay chi tiết về sao bây giờ cho các em xem. Đó thì con rồi con kem hấp kem nha. Mẹ mẹ gút. Kem đực nha anh em. Đó thì quay chi tiết cho các em có quay dàn lưng nè nha anh em. Đó dàn lưng. Đó, thì 1 mét thì 35 nha anh em. Đó, lứa thứ hai. Quay chi tiết và báo giá cho anh em nhìn xem. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Thái ha. Ở Long Hồ, Vĩnh Long. Đó, thì là bú nha anh em. Bú bú đều. Rồi thì quay con ngé nghe anh em. Đó thì con ngé 1 tháng 10 ngày tuổi. Đó, cao 9 tấc, kem đực nghe anh em. Đó, móng sò hết. Đó quay với con ngé cho các anh em cùng xem. Đó, kem đực thì 1 tháng 10 ngày tuổi. Cao 9 tấc, người bò mẹ thì 1m35, lứa thứ hai. Có ai phái cái gu quýt thì liên hệ số điện thoại màn hình gặp anh Thái. Đó quay cặp bò mẹ con này cho các anh em xem rồi. Rồi thì cặp bò mẹ con này thì anh Thái kêu là 47 triệu nha anh em. Đó. Thì ai cần liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Thái. Ở Thạnh Quế, Long Hồ, Vĩnh Long. Số điện thoại của anh Thái là 0907 942 396. Gặp trực tiếp anh Thái để trao đổi nha anh em. Đó, thì quay xa quay gần rồi cho các em cùng xem. Chi tiết lại bò thì các anh em nào có yêu quý kênh, đăng ký kênh, theo dõi được mua được những con bò giá mềm giá yêu thương nha anh em. Đó, thì anh em nào có bò thì muốn quay bán, liên hệ số điện thoại của mình là 0979 651 243. Gặp trực tiếp mình để trao đổi nha anh em. Đó. Rồi. Rồi đó thì mình có nhận gieo tinh bò khắp khu vực Vĩnh Long nha, trong Đồng Tháp luôn nha anh em. Đó anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại của mình luôn. Rồi thì video mình đến đây là sắp kết thúc nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em.